Bánh gì mà cute dữ vậy trời? Hôm nay có lọc được bé đối tác ở dưới Tây Ninh chạy lên á, mời mình uống cà phê nè. Cái quán này là một quán cà phê ở quận 3, có không gian khá là đẹp luôn mà vẫn quên tên quán mất tiêu rồi. Nhóm vẫn chọn ngồi ở tầng 2, không gian rất là thoải mái luôn, có chỗ đi chụp hình sống ảo nữa nè. Tèn ten, nước và bánh đã lên rồi đây. Cả nhóm kêu tới 5 ly nước lận, nhưng mà Mẫn thấy hai cái ly của Mẫn là dễ thương nhất nên Mẫn chỉ quay hai cái ly của Mẫn thôi. Ly nhỏ là cà phê kem rim, còn cái này là soda galaxy. Ôi, còn cái bánh này là bánh gì đi trời, nhìn dễ thương hết sức luôn. Cái này là macaron phiên bản tí hon. Còn cái này là pudding nè, đựng trong mấy cái ly hình quả trứng xinh, dễ sợ xinh luôn. Soda galaxy màu rất là đẹp nha, bên dưới thì có đào dầm nữa, uống chua chua rất là ngon. Còn cái này là cà phê sữa, bên trên thì nó có cái kem rim với lại sốt caramel. Còn đây là cái bánh ăn vô giống y chang bánh men vậy á mọi người, nhưng mà bên trong nó có kem đó nha. Bánh siêu cute phô mai que, nhưng mà bị cái là ngọt quá trời ngọt luôn mọi người ơi. Mẫn ghiền ăn ngọt dữ lắm mà ăn cái này vô ngọt chịu không nổi. Còn đây là macaron nha, màu đỏ có vị dâu, còn màu xanh vị gì không biết. Tiếp tục thưởng thức pudding nha, cái vị pudding thì nó cũng bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt. Trong ba màu thì Mẫn thấy màu sô-cô-la là ngon nhất. Tám chuyện xong rồi, bây giờ đi về thôi. Nè à mẹ, cảm ơn mẹ đi. Nói đàng hoàng. Nói đi, không rồi mẹ lấy lại. Cảm ơn mẹ. Cái đó là cái gì á? Kẹo. Lấy ra đi. Lấy ra đi, con lấy ăn đi. Ồ. Rồi, cho vô miệng ăn đi. Ồ. Thèm sushi ngon bổ rẻ thì ăn ở đâu ta? Tới liền Thiên Du Sky Sushi ở số 1089A đường Trần Hưng Đạo quận 5. Các món ăn ở đây khá đa dạng nha, nguyên liệu thì tươi ngon, giá cả thì phải chăng. Bình thường Mẫn và gia đình đi ăn á, lấy tổng bill chia ra trên đầu người thì trung bình một người lớn mất khoảng 150 đến 200 ngàn là có thể ăn no nê. Lúc nào cũng vậy hết trơn á, vừa vào quán ngồi xuống bàn là mỗi người sẽ được tặng một chén súp miso ăn trong quá trình chờ đợi món ăn. Súp thơm ngon húp vào là ấm cái bụng, và đặc biệt từ thứ 2 tới thứ 6 mỗi khi mà mình like fanpage hoặc là check in fanpage sẽ được giảm 10% trên tổng bill. Chưa hết đâu nha, vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần thì cái món mai cua nướng sẽ được giảm giá 50% đó cả nhà nhớ kêu nha. Tèn ten, đồ ăn đã ra rồi. Món đầu tiên là cuộn cơm phủ phô mai. Món này có giá là 145.000 nha. Mẫn sang món này trước, bởi vì nếu mà để nguội một hồi phô mai nó sẽ đông lại thì không còn ngon nữa. Bên trong cơm cuộn sẽ có nhân cá hồi với lại thanh cua nè, ăn rất là béo và ngon luôn. Trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời mọi người ơi. Một fan phô mai thì không thể nào bỏ qua cái món này. Tiếp đến đó là món mực sốt teriyaki. Mực thì dai nè, cái sốt teriyaki thì mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm luôn. Tiếp đến sẽ là món trứng hấp hải sản nha. Trứng hấp này có giá là 29.000 một chén nha. Trời ơi, ta nói cái trứng nó hấp nó thơm, nó béo, nó bùi mà nó mềm, ăn ngon gì đâu. Còn đây là món tôm càng nướng phô mai và món cơm cuộn tôm phủ lương. Ăn cơm cuộn tôm phủ lương trước nha, lấy miếng rong nho để lên trên, rồi bây giờ mình sẽ gấp cái cục cơm cuộn này, chấm miếng nước tương cho vào miệng. Trời ơi, ta nói nó ngon giả man rợ luôn đó. Cái rong nho thì nó sực sực nè. Cô ca khoái ăn rong nho dữ lắm luôn á, cả buổi trời chỉ toàn lấy rong nho để mà ăn thôi. Mẹ Mẫn với là bà ngoại là phải nhường hết rong nho cho cô ca ăn đó. Xong xuôi, bây giờ mình sẽ qua tôm càng nướng phô mai nha. Nhìn hấp dẫn mà trưng bày đẹp ghê chưa. Phần tôm càng nướng phô mai này chỉ có giá là 85.000 một phần thôi, quá chi là ngon. Thịt tôm nướng chín mềm, phủ phô mai béo ngậy, bên trên có mấy cái trứng cá chuồng á, cắn nó nghe lóc bóc. Còn đây là sashimi salad thập cẩm nha, tức là vừa có salad bên trong cũng có sashimi luôn, gồm các loại cá và bạch tuộc. Ăn sashimi mình sẽ ăn chung với wasabi. Lấy miếng cá hồi, chấm miếng nước tương, trời ơi, cho vào miệng, cái wasabi nó sọc lên tới mũi luôn, muốn xỉu. Còn cái này là bơ nè, mình sẽ để tôm lên để ăn. Cái nước sốt trong cái salad này á, nó rất là vừa ăn nên nó chua chua nhẹ, béo béo ngon lắm. Xử lý xong salad, bây giờ mình sẽ lấy wasabi pha vào nước tương để bây giờ mình sẽ thưởng thức cái này đây. Đây chính là cái thuyền sashimi nè mọi người. Set sashimi này có giá là 208.000 đó nha. Có mấy loại sashimi bên trên lận, loại nào cũng tươi ngon hết trơn á. Cái miếng cá vàng vàng này nè, nó giòn giòn ăn đã lắm. Còn bạn nào mà không ăn sống được, các bạn có thể gọi combo sushi nướng tái này, giá là 120.000. Mấy cái thịt để trên sushi á, đều đã được làm tái hết rồi nha. Nói chung là người ta chế biến không hề tanh đâu, các bạn yên tâm. Cuối cùng mình sẽ xử cái này, đó chính là mai cua phô mai. Mai cua này giá là 108.000, nhưng mà đi vào thứ 2 với thứ 3 thì mình sẽ được giảm giá 50%. Bên trên á, thì có trứng cá hồi với trứng cá chuồng hay là trứng cá tầm gì đó, cho vào miệng ăn rất là béo luôn. Bên trong thì là thịt cua và gạch cua. Tính ra là Mẫn mê ở đây nhất là cái món này luôn đó mọi người, nó ngon lắm. Ăn xong xuôi rồi á, thì mỗi người sẽ được tặng thêm một ly kem tươi để ăn tráng miệng nữa. Quán quá chi là chu đáo luôn đúng không? Anh Coca coi kìa, ảnh mê kem dễ sợ. Và cuối cùng sẽ là tính tiền và đi về thôi. Ăn buffet thả ga bao no tại Vua Cua. Địa chỉ 153 Bình Phú, phường 11, quận 6. Ngoài địa chỉ này ra thì Vua Cua còn thêm tới 4 chi nhánh nữa lận, nhưng mà hôm nay vẫn sang ở quận 6.
Ui da, đây là có chương trình buffet ăn không giới hạn chỉ với giá vé 495.000 vào buổi trưa nè, còn buổi chiều tối thì sẽ là 590.000. Trời ơi, cái này là ăn không giới hạn đó nha. Trong lúc chờ đồ ăn thì mình sẽ thưởng thức nước trước nha. Ống hút ở đây sử dụng ống hút bằng bột nè, bảo vệ môi trường đó. Cái này là nước ép dưa hấu và soda dâu rừng hạt chia nè, uống siêu ngon. Đeo tập về cho thôi và bây giờ tèn tèn, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Đập vô mắt đầu tiên đó chính là món tôm hùm xanh nướng phô mai. Nhìn một cái là phải xử nó liền, mọi người cũng biết mẫn mê phô mai mà đúng không? Chấm miếng muối ớt xanh nha, cho vô miệng ăn, tại đó nó ngon gì đâu. Cái phô mai thì béo béo, thịt tôm thì chắc nịch, dai dai, ngon hết sức là ngon luôn. Mua cái vé buffet xong, ăn được con tôm hùm cái là thấy gỡ lại được miếng vốn rồi đó. Xử xong con tôm hùm, bây giờ kế tiếp sẽ là ghẹ rang muối nha mọi người ơi. Ghẹ ở đây á, là ghẹ size lớn nha, chắc thịt nhiều thịt lắm luôn á, chứ không phải là mấy con ghẹ nhỏ nhỏ đâu à nghe. Bên ngoài ghẹ dính muối mặn mặn cay cay nè, thịt bên trong thì ngọt ngọt, dai dai, ngon hết sức, ăn đã cái miệng. Trời má, tới món ngon rồi nha. Đây chính là cua xào trứng muối mọi người ơi. Tuy là cua thịt nhưng mà bên trong cũng rất là nhiều gạch sữa nha. Coi cái càng đó nè, thịt chắc nịch luôn, ngọt ngay à. Lấy cái càng quết miếng sốt trứng muối cho vô miệng. Cái vị béo bùi của trứng muối nè, mặn mặn nhẹ. Cái thịt cua thì nó dai dai, ngon ơi là ngon. Cái mai thì đầy gạch, lấy gạch ra, bắt đầu cho vô miệng, không còn từ gì để tả luôn á. Tiếp đến đây là crawfish sốt Cajun, tức là con tôm hùm đất sốt Cajun đó mọi người. Cái nước sốt đó nó thơm nè, đậm đà, cay cay, ngon hết biết luôn. Tính ra có cái vé buffet mà nãy giờ ăn toàn là hải sản mắc tiền không đó. Ui ui, đã quá đi. Ủa, cái gì đây ta? Thì ra là em vẹm xanh nè, cho vô miệng, nhai nhai nhai. Và một điều mà Mẫn cực kỳ thích ở nhà hàng Vua Cua nữa, đó chính là bánh mì đặc ruột mà nhà hàng tự làm thủ công luôn mọi người. Đây, tới cái món mà mình sẽ ăn chung với bánh mì rồi nha. Chính là mực baby xào bơ cay. Nước sốt thơm nồng nàn cái mùi bơ, gia vị thì nó đậm đà, cay cay, nhẹ nè, ngọt ngọt, mặn mặn. Chấm bánh mì vừa ăn vừa hít hà. Món kế tiếp đó chính là tôm càng cà ri nghe. Cái nước sốt cà ri thì nó béo của cái vị cốt dừa nha, rất là đậm đà luôn. Chấm bánh mì bắt mồi dã man. Con tôm thì nó mập mập ú ú nè, bên trong có quá trời gạch luôn, thịt thì chắc nịch à. Trong lúc chờ món lẩu cuối cùng lên thì mình sẽ ăn xương xương, cơm chiên tôm nè, còn cái này chính là mì xào tôm. Sợi mì bóng bảy mỡ màng ngon ngon. Còn đây là gỏi củ hủ dừa với lại tôm nghe. Lấy một miếng gỏi chấm miếng nước mắm cho vào miệng, cái củ hủ dừa nó béo. Cái này là khoai tây chiên phô mai nè. Wow, cuối cùng thì lẩu cũng đã ra rồi. No lắm luôn á, nhưng mà nhìn cái nồi lẩu ngon quá, buộc phải ăn mới được. Cái này là lẩu cua nha mọi người ơi. Cái nước súp của lẩu á là nó ngọt từ cua luôn, chứ không phải là ngọt đường đâu nghe. Con cua thì nhiều gạch đã dễ sợ luôn nè. Ăn miếng bún húp miếng nước lẩu thì nói ấm cái bụng. Trời ơi, no quá trời no rồi. Bây giờ tính tiền đi về thôi, bye bye. Mê lẩu Hồng Kông thì không thể nào bỏ qua Hutong, thiên đường lẩu Hồng Kông. Địa chỉ là 349 đường Nguyễn Trãi, quận Nhất. Trời ơi, không gian nhà hàng ở đây siêu sang trọng luôn. Vừa vô là đập vô mắt mình cái quầy pha chế nước chấm liền. Ngoài nước chấm ra, trên đây sẽ còn có salad nè, có trái cây để dành cho các bạn ăn thoải mái luôn. Bây giờ thì Mẫn sẽ pha chế nước chấm nha. Cái này Mẫn pha theo ngẫu hứng thôi, thích gì thì mình pha cái đó. Biết sao hôm nay dám đi ăn sang vậy không? Tại vì Hutong đã có chương trình đặt bàn nhận ngàn ưu đãi, áp dụng từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần, không tính các ngày lễ Tết nha. Áp dụng cho nhóm khách từ 3 người trở lên, với điều kiện là các bạn đặt bàn trước khi tới. Chúng ta sẽ được chọn một trong hai ưu đãi, đó chính là: một, mình sẽ nhận được một set bò nhất đẳng cực phẩm trị giá 399.000; hai là mình sẽ nhận được một combo hai vé xem phim CGV và hai lon Coca-Cola. Trời ơi, đồ ăn ra rồi nè cả nhà ơi, đây là set bò được tặng nè, còn cái này là phần bò Mẫn kêu thêm. Thêm một phần hải sản nữa, nhìn hấp dẫn chưa? Đậu hũ nè, nấm các loại, rau, tàu hũ ki. Đặc biệt nha, ở đây còn có mì ba màu nữa, mà cái sợi mì này siêu ngon luôn á. Bây giờ mình sẽ chế nước vô cho nó xịt khói ra. Trời ơi, cái set bò được tặng thôi mà nhìn nó chất lượng nó đã ghê luôn á. Gắp cái bông hoa này lên, cho vào nồi nước lẩu. Bây giờ mình sẽ cho hết tất cả topping vô nồi nước lẩu này luôn. Đi nhóm 3 người nên Mẫn sẽ gọi lẩu hai ngăn nha. Một bên là lẩu collagen nhẹ nhàng thanh mát, bên trong có thuốc bắc, có nhân sâm đồ. Một bên đó sẽ là lẩu Hutong đặc biệt đậm đà cay cay. Chia ra y như là hai thái cực vậy đó. Bây giờ cho hết đồ ăn vô lẻ lẻ lên nào. Bây giờ mình sẽ trụng mì nha, để chuẩn bị chén thôi. Cái mì ba màu này, cái sợi mì y như sợi mì tươi vậy, ăn rất là ngon, không có bị khô nha, rất là dai mềm. Đầu tiên bây giờ mình sẽ xử trước cái nồi lẩu cay này nha, nhìn quá hấp dẫn chịu không nổi rồi. Vớt thịt nè, vớt hải sản nè, chèn miếng nước lẩu lên. Bây giờ thì chiên thôi. Lấy miếng mực chấm với cái sốt chấm, trời con mực nó dai dai, cái sốt chấm nó cay cay, chua chua, mặn mặn, rất là ngon. Miếng thịt cũng vậy. Uống miếng nước xong thì bây giờ xì sụp hút mì. Tiến sang ngăn lẩu thứ hai là lẩu collagen. Miếng đậu hũ có cái lớp vỏ dai dai, bên trong thì mềm mềm, béo béo, chế cái nước chấm lên ăn rất là ngon luôn. Ta nói nước chấm ở đây á, pha kiểu gì cũng ngon, mà chấm với cái gì cũng hợp luôn mới ghê chứ. Cái nước lẩu này á thì thanh mát, ta nói ăn nó ngon tuyệt vời ở mặt trời. No nê rồi, bây giờ tính tiền đi về thôi, quá trời ngon luôn, nhất định sẽ quay lại Hutong một lần nữa.